Lý do bất ngờ khiến ông Toại phải đi vay tiền ông Tuất. Vậy là cuối cùng báo thủ đầu đàn mới lộ diện. Đã sắp hết phim, lỡ mua TV rồi mà cụ Thoại vẫn còn báo nợ với gia đình của ngay chính kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung là ông Nhâm Văn Tuất. Một ông cụ ăn rồi chỉ đi hòa giải xóm, mọi khoản trong nhà đều giao cho bà Cúc. Hôm nay mới dám hé tiền ra đánh con lô trúng được 50 củ, được xem là món tiền khổng lồ trong cuộc đời mà ông kiếm được. Vậy hà cớ gì mà ông phải âm thầm đi vay tiền của ông gâu gâu ằng ằng làm gì? Chắc chắn rằng sẽ có một uẩn khúc đầy bất ngờ nào sau đó. Tim đập thình thịch ngồi soi cầu, rồi chịu bao áp lực dè bỉu của hai thằng con ngồi trước mặt, của đám vợ và con dâu trước cửa, rồi cái thằng đang bị mổ bụng trong viện kia cũng mở mồm cười chê bố đen lắm chỉ có trượt mà thôi, để rồi tất cả vỡ òa khi cụ trúng tới tận 50 triệu lần. Đúng là đời ai giàu hơn ai phải qua 6 rưỡi mới biết. Cụ oách lắm, sướng lắm, vênh mặt lên trời, để rồi cả nhà quyết định sẽ dành cả số tiền này cho anh Công. Công từ chối, thế là quyết định mua cho anh Công một cái tivi 50 củ. Nhưng rồi trong phúc có họa, chính khi chưa treo mặt nạ để nhận thưởng thì cả nhà đã quyết định là xuống tiền đi mua luôn cho nó nóng. Từ việc rầm rộ, cả 7 người đi hùng hồn chọn tivi vác về, cải cọ phân tích góc nghiêng góc đứng, xê bàn dịch tủ bưng giường để đâu cho hợp lý. Và để rồi anh Công cũng đã xuất hiện quay trở về, cả nhà lại ùa lên xem, rồi đoạn ai cũng tung hô bố Toại như Park Hang-seo, khiến cụ mắt mày mắt mặt. Nhưng rồi bỗng cuộc gọi điện của ông Nhâm Văn Oảng đã vang lên đòi tiền, khiến ông Toại hết cả hồn nóng mặt. Sao mới vay có 3 ngày đã đòi trả rồi? Vậy lý do đằng sau là gì khiến ông Toại phải đi vay tiền chỉ có thể là ở chiếc vé số đó? Thì ra là vì ông Toại thương người đã hốt hết cả cục lá vé số giả về nhà, để rồi khi đang hồ hởi lên nhận giải thì được tin là vé giả. Vậy là đi toang mất 50 củ. Giờ đây tivi cũng đã mua rồi, ai cũng hồ hởi khen rồi đa tạ. Và lại đây là lần đầu tiên trong đời ông trúng số, giờ chả có nhẽ lại báo mình mua phải số giả, chả biết làm sao. Thế là cụ Toại đành phải muối mặt sang nhà kẻ thù là ông Tuất vay tạm 50 củ để về trả lại chiếc tiền mua tivi. Vậy là báo thủ cuối cùng đã xuất hiện, xứng danh là báo thủ đầu đàn mang tên Nguyễn Văn Toại.